cũng như mà ông ba chia sẻ về những cái đề tài mà cho bà con người ta tu tinh tấn hơn, giống như cái thầy Hạ Hạ Mơn Quan Mạt 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 Pháp này. Cái đó không có lộ ra hết mày, nói mày mới nào thôi, Vậy nói hả? mới nào con không có lộ hết được, Dạ. còn lớn mà Cũng như mình phiên vậy không ba? mới nào thôi. Dạ. Bây giờ nhân cái hỏi này, quý anh em ngày xưa và đến ngày hôm nay, ráng lo cho giỏi văn kiên trì trên con đạo hạnh của mình, hiểu biết bao nhiêu ráng làm cho tròn. Giờ đây nhắc lại câu thầm thơ nóng cho anh chị phương xa, ông bà đã đi vắng lâu lắm rồi, giờ đây trở lại để nhìn con cháu tu tới mức độ nào. Nhắc cho anh chị phương xa đang lo nho tròn, giữa nguồn gốc ông bà tổ tiên, con khoa mới khoa bà, cho nên ráng giữ đi phương xa nơi nào, ta ráng giữ gìn cho trong sạch đừng dơ. Biết ở dơ là gì không? Cho trong sạch đừng dơ. Anh chị biết tôi nói chuyện gì? Không phải tắm rửa mà sạch, không phải sức dầu mà sạch đâu. Dơ này là dơ mùi hôi tanh, ai nằm trong cung tiên thì biết rành. Ở trên mẹ đã dạy phân trần rõ cho mình, các con xuống trần gian đang cố gắng thi hành. Cho nên quê nhà có phước sao không lo liệu đua đòi làm chi. Anh chị em ơi, ráng lo cho sạch sẽ tâm hồn. Cho nên tôi nói chuyện này, anh chị em biết không? Ai đã lỡ rồi thầy ráng dung bòi thông cảm với nhau, đường đi ta diễu diễn phương trùng, ta giữ cho tròn chữ hiếu nghĩa trọng ân. Cây có gốc, cội có nguồn, ráng giữ gìn cho thơm nghe anh chị em ơi. Tu thiệt đi, đừng tu giả dối, đừng để cho cũ quyền buồn vì con cháu ngày hôm nay. Rồi giây lát ở đây sẽ gặp ông bà, ngày xưa ông bà phá lâm để tòng lúa bay bắp cho con cháu no lòng, vì tiền thống ngày xưa anh chị ra đi rồi, ráng giữ cho tròn cái nguồn gốc của ta, ông bà của ta ngày xưa tốt diệu kỳ. Giờ đây ta phải nhớ đừng quên làm chuyện chi minh chánh xác cho rõ ràng, đừng làm cho người dùng bị đau thương, làm cho người dùng có tinh thần
có sức bẻ để ngày tương lai sau này mặt hàng của anh chị làm ra người tiêu dùng để bảo đảm cho sức khỏe con người đừng làm tổn thương nguồn gốc ông bà của ta ngày xưa ru danh sáng ngời anh chỉ đừng quên cho nên tôi nhắc đôi lời từ đây tới nó không xa bấm ra một bàn tay nhìn thấy rõ ràng mỗi năm thì mỗi thay đổi một con còn tháng nó cũng con năm nó cũng con cho nên nên hư là do ta làm chớ đổ thừa ai bao giờ tôi có mấy vậy thôi đang đi ráng đi cho giỏi dân vậy thì ngày gần đây anh em tùng phùng gặp nhau có chuyện gì quý hơn vàng hỡi này anh chị em ơi đừng ra đi quên gốc tiền thông ông bà của ta ngày xưa cũng vì con cháu mà lo cho con cháu đến ngày hôm nay vì ta phải noi gương tiền thông vậy mà chúc cho anh chị cố gắng vươn lên giỏi lên không còn xa nữa ráng rồi đây sẽ gặp nhau để hát những gì xa xôi. Bà hay hát những cái lời thật là ăn ý không bà? Kỳ nghe thì Kỳ không hiểu rồi, nhưng mà cô chú anh chị hiểu được thì giúp bình luận giúp Kỳ cho Kỳ hiểu nha cô chú. Thì cái đó là nói nó biết rồi. Dạ. Thì bây giờ cái bộ mặt của tao rồi chiếu lên nó thấy nó biết rồi mà, thì rồi sau này nó còn nó lưu lại nó còn hỏi. Bởi vì tao nói cho mày nghe, tuy là mày biết có 10, nó biết nhiều hơn. Dạ. Bởi vì cho nên ấy, nó tuy nó đi vậy chứ nó có cái bổn phận của nó. Thì nó đi nó cũng phải tu học mà nó đi nó cũng lo cái gì đó. Dạ. Yeah. Nó cũng đem về cái tương lai và hạnh phúc. Cái đường chân lý của nó cũng là góp sức cho ở trong quê nhà. Chứ không phải đi mà nó quên hết. Bởi vì quê nhà của mình từ xưa tới nay còn nghèo. Thì gọi là chưa có được. Được là tan hoàng hồi mà lúc mà ta đã thành công ấy thì còn bao nhiêu, còn có 25 triệu dân à, chết muốn hết rồi, nếu mà nó kéo 5 năm nữa là chết trơn. Mà mình bây giờ đó mà giảm mấy cái dược bạch sinh đẻ, dạ, mình nói trên là 100 triệu đó. Thì cho nên quý lắm. Quý là quý gì? Thường ta nói hoài, hỏi tại sao mình ở quê nhà mà mình biết làm tàu hú, biết làm tiếng cháo, biết làm mì gối, rồi trước sau làm ngon mà giờ sao làm mất ngon. Hỏi lý do là sao vậy? Cho nên làm ăn đàng hoàng đi, đừng có làm vậy người ta ăn tổn thương. Như thí dụ tao nói mày là mới tại sao mà tàu hú hồi xưa ông bà làm ăn ngon, ăn một miếng muốn ăn miếng nữa, mà giờ sao ăn rồi không muốn ăn nữa. Mà lý do làm cái gì cũng vậy. Bây giờ mì gói, mày coi mì gói đi, mì gói đó hảo hảo là một gói là ăn là muốn ăn nữa, rồi nước trường thái tử cũng ngon, rồi Tây Ninh nó ra cũng ngon. Tao nói này rau ruột là chấm là vô kia rồi mà làm hỏi tại sao mà mất ngon.
mà mình phải bảo đảm mình phải làm cho những người tu sĩ. Ăn chỉ có tương cháo đó muốn luộc mà toàn là làm những gì dởm không. Cho nên tao nhắc đó rồi là chị em có làm gì khâu đó, còn gì thuốc uống nó nóng lạnh nhức đầu hoặc khi nhức răng thì ta đã học rồi, ta phải làm cho nó đàng hoàng tử tế. Chứ thuốc gì mà bác uống ấm tên trớt gì trời, thuốc gì uống như uống nước không thấy gì hết, sao kỳ vậy? Hỏi tại sao? Lý do mình đi chứ đâu, mình tiền thống đâu phải dở đâu trời, mình đâu phải dở đâu, tiền thống ông bà ngày xưa mà dạ. Hay lắm á, mày biết thằng Tàu nó đô hộ 1000 năm mà ông bà mà cực khổ như thế nào không, mà đẩy nó đi ra khỏi đất nước, khỏi quê nhà mình, mà bây giờ nó bắt đầu nó trở lại nó theo. Tàu tháo cha chết rồi, Tàu tháo con rồi, giờ Tàu tháo cha nó trở lại nữa, trở lại nó giành nữa. Bây giờ nói vậy coi thì cái ông ba nhắc con mới nhớ, thì cái câu chuyện câu biền thì trắng yếm năm ông thẻ đó ông ba, thì cái câu chuyện đó là như thế nào hay ông ba? Năm ông thẻ đó là hồi đó đó là Đức Thầy ông sai mấy ông hồi trước đó là gọi là Đức Cố Quảng, là gọi là ông là Phật Già Lam đó rồi là mới sai cấm bún ông thẻ, là cấm đó đó để làm dấu sau này cái núi á, cái bụng con rồng đó nó bể ra nổ 3 tiếng gian trời động đất, rồi nó mới răng ra 4 ông thẻ cửa thành đó, là cái 4 ông đó, là trong vòng 4 ông đó không có thằng nào bị tổn thương hết, đó là ý nghĩa nó vậy đó. Còn ngoài 4 ông thẻ là kể như rồi, mà cho nên ông Phật cũng lo trước, ông lo trước cái núi cấm này đó, bây giờ nó lên trảnh ở nhất lên đó. Hỏi tại sao ta gọi là núi cấm, chữ núi cấm là mình đâu mà giải nghĩa ra coi sao ta gọi là núi cấm. Núi cấm là người xưa ta đã cấm không cho lên đó, ta gọi là núi cấm à, thấy không, là cái gì nào cấm hay không ba? Thì đó ta để cái chữ mình biết rồi mà sao mà mang lên đó ở. Không, ý con hỏi là giống như cái tên núi cấm đi, thì cái bậc tiền nhân nào đã mà của Việt Nam mình đã đặt cái tên như vậy không ba? Cái đó là hồi trước đó là cũng nói ra đi lên đó, là người này nói người kia nói, là cũng như ông bà dạ. Rồi nói chuyện ra dạ. Rồi những cái môn đồ đệ tử đó nghe như vậy đó, rồi ta mới là học hỏi ta hiểu biết đó, cho nên nói ai đấy cũng nói là như vậy. Rồi cho nên nó từ cái núi Sam là cái chú xứ đó, là cái chỗ đó Đức Bà Thầy Tây An đó, là núi Sam. Rồi núi ở bên kia là gọi là núi Tà Lơn, rồi cái núi cấm với cái núi này nè, đây dòm thấy nè, Phụng Hoàng Sơn đó, là cái đầu con rồng đó. Bây giờ cái đầu con rồng nó nằm ở bên Tà Lơn á, sau cái 3 cái tiếng này nó nổ dữ dằn lắm, là nó mới rút chuyển về cái đầu nó nằm ở đó đó, ở Phụng Hoàng Sơn đó, cho nên cái chỗ đó nó kín dữ lắm, đá nó kín dữ lắm à. Còn cái núi cấm á, là cái bụng rồng cho nên tới ngày giờ rồi bắt đầu á, cái đó nó mới bật lên nó mới lộ cái đền vàng của ông vua Minh Dương đó, ông vua đó nó lộ ra rồi tụi nó mới tràn vô nó giành giật, nhất là ba ông đạo tràn vô đó là thấy cảnh thấy cái gì biết không, thấy vàng thấy ngọc rồi đó, chiếu á, hào quang chưa từng thấy lịch sử, rồi dòm thấy thì tham lam rồi vô đó giành giật. À, rồi vì nó bắt đầu nó mới ùa quá, ùa nó tràn quá, nó giành giật chết dữ dằn lắm á ông ba. Như vậy thì câu chuyện mà của bác Giặc Lan khi ủa của ông bác Nghiệp Lan đó là hồi xưa đó, ngay chỗ cái ngay chỗ cái chỗ hang là 13 đó,
người ta gọi là chỗ 13 đó. Dạ. Rồi mới là ông thả một cái con, trước là con khỉ, con chó, con gì ông thả là mấy lần xuống là còn cái sợi dây không à, còn cái vòng thì còn nguyên, mà xuống thì con đó mất, còn cái vòng. Cho nên là ông nói ở đâu có đó, nói tại sao kêu là ông bác Diệp Lan. Ừ. Ông nói đâu là có đó, rồi khi á mà ông xuống là ông mất luôn, mất tới giờ luôn. Yeah. Đó. Do ông nói đâu là có đó, đó. Cho nên mình á, ở trong miền Nam mình á, có nhiều lão bối tiền bối lắm. Cho nên á, lão bối tiền bối siêu bối ra đời ở An Giang, An Giang dùng bảy núi Hiền Linh, biết không? Cho nên Tôn Đức Thắng cũng ra đời ở Cù Lao Ông Hổ, là đàn cách mạng đó. Wow. Còn á, Bác Hồ ra đời ở đâu? Cũng ở vòng vòng ở An Giang chứ không đâu xa. Thấy không? Ông ba cho Pháp. cho con hỏi cái này đó ông ba. Thì cái câu chuyện của ông Tẩu Ma A, ông có đi vào quận năm non theo cái lời của Đức Thầy, thì vào trong hang á là gặp nào đền vàng địa ngọc, rồi thấy ông cá sấu là ông Năm Chèo là ở lòng núi Cấm hay là sao đó ông ba? nói vuông cái chứ bây giờ tụi nó làm đến rồi, nó làm ngay chỗ cái đình Thái Sơn á. Dạ. Bây giờ nó làm là hồi đó ông Định Đây. Dạ. Ông Định Đây ông làm mụ ba ông đi tới đó đó, cái ông kia thì đi chài rồi, đi chài bắt cá, rồi bữa đó chài ba con sấu nhiều, rồi về mới đổ ra và nghe con vợ đẻ con khóc ngang nghe đấy, thì ông Đình Tây ổng làm ổng làm mũ, làm mũ là lót sạp, lót cây, lót đồ với nhà đó, người ta không có đồ sẵn, rồi làm rồi mới sanh đẻ ổng làm mũ đó. Cho nên á, ông về tới ông mừng vợ ông đẻ rồi ở đây người ta làm như vậy, rồi mấy ông nọ mới đổ mấy con trong vỏ ra, nó mới bò đó, ông mới dòm thấy ông xin con đó đó, rồi ông Đức Thầy ông mới nói con này chừng nữa nó dữ lắm, nó tới năm giò lỗ mũi đỏ, nó dữ lắm, nó phá tầm ăn vốn. Cho nên ông nói làm sao mà con này làm sao mà làm sao bây giờ. Rồi ông lén ông giấu, ông bỏ trong cái lưu á, à, bây giờ nó làm tránh, nó làm ngay chỗ ấy đó. Ừ, bỏ lưu ông cho ăn cơm mà nó lớn như thổi vậy, bỏ trong cái lưu. Rồi bữa đó ông đi ra ông cho ăn sao mà nó phá, nó đi mất kêu đi, ông vô ông buồn. Rồi ông biết rồi, ông nói vậy là nó đi rồi hả, nó đi đâu mất tiêu rồi, kiếm giờ không có. Rồi nó đi xuống dưới Lan Linh rồi. Ừ. Rồi dưới thì ta mới nói, nó nổi lên ấy, kêu phụ mày xuống kìa, rồi nó lặn. Ừ. Nó lặn mất, lặn nằm dưới đó. Vậy là Lan Linh là cái vùng nào của An Giang mình ông ba? Hả? Lan Linh đó. Lan Linh đó là hồi đó là Linh Láng, người ta gọi là Lan Linh. Dạ. Lan Linh là ngay chỗ á, Đức Cô Quảng. Hồi đó có cái bà đấy, bà vợ của ổng á, là hồi đó đó, ở đó đó là người ta đem gạo vô, là người ta mới đem vô ngay chỗ đầu ruộng của ông Mười Thiệu là bà con á, của ông á, Đức Cố, à, và ngay chỗ đó đó, bà mới làm cái giếng. Giếng đó túng cái mạch nước, rồi người ta mới đem gạo cung cấp vô trong đó, tới trong đó chứ không có cho vô nữa. Rồi ở đó nhận rồi như vậy mà giặt nó vẫn đi theo, nó quấn nó bắt. Cho nên Đức Thầy ông mới nói là trận này nó đi bốn mặt không có chạy thoát. Rồi cái trận đó là ông vụ không biết ông đi đâu là mất luôn, Đức Cố á. Dạ. Yeah. Mất luôn, cho nên ông là ai? Ê trời, ê cậu ơi, nó đi kiếm
ông có cái một lùi ở ở dưới giò nè, và cái bột cái son ông có ba láng vậy mà nó hồng là hồng đỏ đỏ. Ừ. Nó chim. À, cái đó là cái gọi là cái tái kiếp lại hay sao của bậc thầy hay sao ông ba? Chào. Là ý ông ba nói là cái người có nút ruồi dưới chân đó là tái kiếp của Phật thầy trở lại không? Cái đó đó là tụi nó nói rằng Đức Cố á, yeah, là có cái một ruồi ở dưới cái giò. Yeah. Dưới cái giò á, ừ, một bột ruồi son. Yeah. Mà khi ông gặp tao là nó rồi la dở ra thấy nó đang kiếm đó, kiếm á. Thấy không? Rồi ông cười cười đi. À, bị gì đó là một cái trận đó quýnh kêu bằng là cái thằng ba gà cò này nó hại cho nên sáng ngày đó nó mê đá gà nó xin tiền của ông dạy á, hay nhu á. Dạ. Xin tiền đặng đi đá gà. Hay vô mới nói tiền này của bá tính bây giờ sao bữa nào mày cũng xin tao hết vậy? Tiền của bá tính bây giờ mà mày không lo là mang mày bữa nào mày cũng ôm gà đi đó. Rồi nó ghét hay vô. Nó chạy ra nó báo tay nói là ở trong đăng linh đó lập một cái thiên hoàng chống tay. Rồi nó kéo vô bốn mặt. Trời ơi, thằng cháu nè con. À, nó vô nó đốt chùa luôn. Đốt cái cây trái tội lỗi nên cháu á cô nó gặp thiên hoàng chống tay mà nó kéo vô bốn mặt không đường chạy. À, vậy là cháu con, ruột của ông của Phật thầy Tây An không ba? Rồi còn ông thầy Tây An nữa là hồi xưa kia đó là mày biết là ổng cũng gian nan lắm. Mày biết ở chùa Đồng Sơn không? Dạ, chùa Đồng Sơn gọi là đình nè. Đình Thới Sơn là gọi là chùa Đồng Sơn, gọi là ở dưới đó đó. À, Tàu Thượng Tàu Hạ. Tàu Thượng Tàu Hạ ngày xưa đó ổng cũng hốt thuốc mà râu cũng dày đúng đất vậy nè. Rồi ổng cũng hốt thuốc, cũng làm bệnh cho bá tánh bá gia. Rồi cái này, lúc thời phong kiến rồi đó khó khăn lắm. Rồi ổng mới đổi chuyện chỗ này, đổi chuyện chỗ kia, rồi rốt cuộc nó cũng tìm được, nó bắt được. Và rốt cuộc rồi sao? Cũng nó cất luôn, chứ không ai cất. Hiểu không? Dạ. Cho nên lão bối tiền bối sư bối, hỏi chỉ có cái tu à. Tu mình bưng chết mà tại sao mà nó phải bắt giết? Nó khép vào cái quyền thế của người ta. Hiểu chưa? Dạ. Khép vào quyền thế của người ta mà đó mày nói. Hồi xưa nó vậy đó không ba? Nói là mày dụm năm dụm bảy, nó nói mày là này kia kia nọ. Ừ, tụ tập bắt, chống phá rồi ha. Khó khăn lắm. Dạ, yeah, rồi lính Tây bắt ha. Đây nè, cái thằng này cũng vậy nè. Dạ. Yeah. Cho tao nói đó mày có suy nghĩ đi. Dạ. Yeah. Rồi ông chết đó, mày biết ông chết là lý do nào đó. Rồi cái nhiều cái giai đoạn lắm nha. Ông phải một giai đoạn luôn. Rồi ông biến chuyển ông đi chỗ khác. Yeah. Rồi nó cũng mang nó bắt cho được. Ừ. Ông khổ lắm. Vậy cho nên đợt này ông trở lại xuống nữa gặp chứ. Vậy là cái đợt cuối cùng là về cái vùng đất An Giang của mình đó không ba? À. Cho nên nói ra đó cái bộ mặt nó còn đây. Nói bộ mặt mày chắc không biết đâu. Bộ yeah. mặt nó còn đây. Dạ. Yeah. À, cũng ngó. Mà nói không được. Yeah. Cho nên tao cái câu tao nói cho mày nghe nè, độc ác thì độc tài, vô nhân mất đạo là vô nhân đạo, không có cái đạo gì trơn. Độc ác là độc tài, vô nhân vô đạo mất đạo luôn, không có cái đạo nào hết. Độc ác là lại độc tài, mày biết cái đó không? Dạ, con không biết ông ba. Thì giống như cái hôm bữa ông ba có nói là cái màn cuối thì nhiều người cũng thắc mắc, giống như là có thể là nói là năm nay đến rồi năm sau đến gì đó, thì những cái cũng như là mấy cái tiên tri đó ông ba, như nhiều người ta cũng nói đó. Cái năm nào cũng như người ta cũng nói năm rồi này kia cũng thì năm rồi, bây giờ tao không lẽ tao kể lại cho mày nè. Yeah.